độ 1, độ 2, độ 3. Độ 1, lượng mất máu khoảng 10%. Độ 2 là khoảng 20-30%. Và độ 3 là lớn hơn 35%. Các chị, tôi mình cũng xin nhắc lại, các chị muốn tìm cái tài liệu này nguyên bản là nó nằm trong tài liệu cuốn hồi sức nội khoa với lại là điều trị nội khoa. Cái tài liệu này nguyên bản của một số tài liệu tiếng Anh với lại của cô Trần Thị Viên. Các chị muốn tìm cái tài liệu nguyên bản là trong cuốn hồi sức nội khoa, cái bài giảng của sinh viên y năm thứ 6 nha. Tại vì về sau này có thể các chị học một số thầy cô giáo khác, một số thầy cô giáo khác có thể xếp cái phần kia cấp cứu nội khoa nói chung thôi, chứ không phải là dạy về cái chuyên về xuất huyết tiêu hóa như mình. Có thể xếp cái số liệu này nó xếp vào độ 1, độ 2, độ 3, độ 4 thì các chị đừng ngạc nhiên, bởi vì có nhiều tài liệu xếp chứ không phải là có cái sự sai lầm nha. Thì mình nói cái tài liệu gốc với các chị để các chị đừng ngạc nhiên. Thì các chị nhớ là 10% độ 1, từ 20-30% xếp là độ 2 và độ 3 là lớn hơn 35%. Và giảm tưới máu thì độ 1 là giảm tưới máu cơ quan ngoại vi. Rồi còn nếu độ 2 là giảm tưới máu ở các cơ quan trung ương có khả năng chịu được mất máu trong thời gian ngắn, thì các chị đây là các cơ quan trung ương có khả năng chịu được mất máu trong thời gian ngắn này: ruột, dạ dày, lách, thận, gan, đó là các cơ quan trung ương có khả năng chịu được mất máu trong thời gian ngắn. Còn nếu xuất huyết độ 3 là giảm mất máu tới các cơ quan trung ương mà không có khả năng chịu được mất máu như tim, não, phổi, thì các chị biết não mình mà không được cung cấp máu trong vòng 2 phút là chết não. Chết não thì đến độ 3 là xem như các cơ quan trung ương mà quan trọng như là tim này, não này, phổi này là giảm mất máu rồi đó. Và khi giảm mất máu thì trường hợp đó đưa đến tình trạng rối loạn toan chuyển hóa. Triệu chứng lâm sàng còn kín đáo bệnh nhân có thể là bị đau bụng, có thể là bị những cái triệu chứng ví dụ như là có thể bị xây sẩm nhưng mà ít hoặc kín đáo thôi chứ không có nặng. Rồi thứ hai, triệu chứng lâm sàng là biểu hiện rõ. Và độ 3, dấu hiệu mất máu trầm trọng bằng dấu thiếu oxy não. Thì các anh chị, dấu thiếu oxy não là những cái dấu hiệu này nè, cái slide kế tiếp đó. Dấu thiếu oxy não là bệnh nhân sao hốt hoảng, lo âu, bức rứt hoặc là vật vã, ly bì, hôn mê. Các chị cái slide kế tiếp đó, cái slide kế tiếp đó. Rồi, dấu thiếu oxy não nữa là bệnh nhân bị cái gì? Tụt huyết áp như thế. Rồi, bệnh nhân sao? Ngất xỉu. Đó, dấu thiếu oxy não. Bệnh nhân sao nữa? Khát nước, nhức đầu, vã mồ hôi, chân tay bị lạnh. Da, niêm mạc, da niêm mạc trắng, nhợt nhạt. Nước tiểu giảm, giảm tiểu hoặc có một số trường hợp bệnh nhân bí tiểu vô hiệu. Thở kiểu co máu, các chị nó bị toan xuất huyết mà. Thế thì các chị như vậy rõ ràng độ 3 là dấu hiệu mất máu trầm trọng phải không? Dấu hiệu mất máu trầm trọng biểu hiện bằng dấu thiếu oxy não, thì thiếu oxy não làm sao thì có các dấu hiệu nãy mình vừa giải thích với các chị. Dấu hiệu sinh tồn thì các chị biết không, độ 1 là mạch huyết áp còn ổn định. Độ 2 là mạch nhỏ hơn hoặc bằng 100 lần trong một phút và huyết áp tối đa thì giảm. Độ 3 là mạch nhanh, nhỏ, nhẹ, khó bắt, huyết áp tối đa tụt kẹt, sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Bây giờ nhiều quá sao nhớ, bây giờ bài cho các chị các nhớ này. Dấu hiệu sinh tồn độ mạch độ 1 thì ổn định thì vấn đề đó dễ. Độ 2 thì nhớ là mạch ha, với huyết áp cứ giảm. Và độ 3 là nhớ cho mình cái chỗ này, sốc. Sốc các huyết áp tụt khác nha. Cái sốc này là sốc do gì? Do giảm thể tích tuần hoàn. Giảm thể tích tuần hoàn này là do gì? Do xuất huyết thì nó gây giảm thể tích tuần hoàn, và giảm thể tích tuần hoàn thì sốc. Như vậy độ 3 là do sốc, nhớ sốc. Sốc do giảm thể tích tuần hoàn. Dấu hiệu cần lâm sàng xét nghiệm nha. Nếu mà xuất huyết độ 1 á, là hồng cầu nó còn lớn hơn 1/3 triệu, hematocrit nó lớn hơn 30%. Độ 2, hồng cầu từ 2-3 triệu, hematocrit nó dưới 30% nhưng mà lớn hơn 20%. Độ 3, hồng cầu nhỏ hơn bằng 2 triệu, hematocrit dưới 20%,
Nhưng mà đối với bệnh nhân bị bệnh tim mạch, bệnh nhân bị bệnh tim mạch này hoặc là người lớn tuổi này, thì là người ta khuyên, người ta thấy rằng, người ta thấy rằng hồng cầu đối với người tim mạch là dưới nhỏ một bằng 2.5 triệu, hematocrit nhỏ một khoảng bằng 25%, thì đã xem như là xuất huyết độ 3. Các anh chị hiểu ý chỗ này nói không? Có nghĩa là người bình thường, người trẻ tuổi như mình nè, mà nếu là hồng cầu xét nghiệm mà nhỏ hơn bằng 2 triệu thì xếp là xuất huyết độ 3. Nhưng mà nếu mà người lớn tuổi hoặc là người đó xem bệnh lý của họ là bị tim mạch, thì hồng cầu mà xét nghiệm mà nhỏ hơn hoặc bằng 2.5 triệu là xem như đã xuất huyết độ 3. Đó, cái tiêu chí này xếp cho người bị bệnh tim mạch. Người lớn tuổi thì các chị cho nó hỏi tại sao? Tại sao? Khi sốt mất máu, khi sốt mất máu là mất máu phải không? Mất máu, mà máu là nó cung cấp chất dinh dưỡng, đồng thời nó cung cấp oxy, nó cung cấp oxy. Do đó khi mà bệnh nhân bị bệnh tim mạch, ví dụ như bị bệnh đau thắt lưng chẳng hạn, tay đau thắt lưng nhồi máu cơ tim chẳng hạn, là bệnh nhân bị thiếu oxy cơ tim, thì lúc đó người ta xét nghiệm thì người ta không phải dùng cái con số 2 triệu để chẩn đoán xuất huyết độ 3 ở người lớn tuổi và hoặc là ở người bị tim mạch, mà phải tăng lên con số là 2.5 triệu. Tại vì hồng cầu còn giảm nữa thì sẽ nguy cơ bệnh tim mạch nặng hơn. Hiểu ý nói chỗ này không? Đó là do bệnh tim mạch, ví dụ như là bị nhồi máu cơ tim, bị đau thắt lưng, bị thiếu máu tim cục bộ đó, là thiếu oxy thì cái phương tiện để vận chuyển oxy trong cơ thể mình đó là hồng cầu. Người ta phải tăng, đối với bệnh nhân tim mạch này lớn tuổi này, tăng cái chỉ số xét nghiệm nếu mà dưới 2.5 triệu là đã xếp vào độ 3. Ure máu tăng nhỏ hơn tầm 5 mm. Như vậy các chị phân loại mức độ xuất huyết tiêu hóa. Bây giờ cho mình hỏi này, khi nội khoa, ngoại khoa tiếp nhận một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì thứ nhất người ta chẩn đoán có phải xuất huyết tiêu hóa hay không? Người ta chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa hay không bằng cách nào? Bằng cách nào? Nôn ói ra máu, đi cầu trong cơ thể hoặc là tiêu máu bầm, đó xuất huyết tiêu hóa. Rồi thứ hai, người ta coi cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân sao. Rồi thứ ba là ta phải phân loại xong rồi thì người ta phải hồi sức. Phân loại xong rồi thì người ta phải hồi sức trước khi người ta tìm nguyên nhân, hiểu không? Tại sao không tìm nguyên nhân trước khi hồi sức? Hồi sức phải lo và lo nâng huyết áp lên. Tại vì cái này là cái sống còn của bệnh nhân á, nghe. Phải hồi sức xong rồi tìm nguyên nhân. Hồi sức này trả lại thể tích khối lượng tuần hoàn, thành lập đường truyền tĩnh mạch, cố định đường truyền bằng ACL 0.9%, glucose 5%, không dùng dung dịch ưu trương glucose 10%, 20%, 30%. Sao người ta không dùng dung dịch ưu trương glucose 10%, 20%, 30%? Ban đầu là ta thành lập đường truyền tĩnh mạch đó nha, thành lập đường truyền tĩnh mạch và cố định đường truyền đó, cố định đường truyền. Mà vì sao người ta không dùng dung dịch ưu trương glucose 10%, 20%, 30%? Nước dịch ở trong cơ thể mình nó có mấy loại? Hai loại, dịch gì với dịch gì? Nội bào với ngoại bào, phải không? Nội bào là nước trong tế bào, ngoại bào là nước ngoài tế bào. Nước ngoài tế bào thì nước ở đâu? Huyết tương hay gì nữa? Dịch kẽ gì nữa? Cái này là dịch ngoại bào.
dịch ngoại bào thì chiếm 1/3. Và dịch ngoại bào này chúng ta có nè, này chúng ta gọi là dịch kẽ. Dịch kẽ nó chiếm 15% trọng lượng cơ thể, trọng lượng cơ thể. Và cái này gọi là huyết tương. Huyết tương chiếm 5% trọng lượng cơ thể. Thì hai cái này này tạo thành dịch ngoại bào. Ngoài ra dịch ngoại bào nó còn có, ngoài ra dịch ngoại bào chúng ta còn có dịch não tủy, chúng ta còn có dịch nhãn cầu, dịch mắt, ví dụ đó. À, thế thì các anh chị, bây giờ người ta thấy mà xúc tiết tiêu hóa ta cấp cứu bằng cách là người ta phải trả lại cái tích khối lượng tuần hoàn. Trả lại cái tích khối lượng tuần hoàn thì các anh chị, người ta thành lập đường truyền cái mặt, phải lấy cái đường truyền ngay á. Rồi, và không dùng dung dịch ưu trương glucose 10%, 20%, 30%. Bởi vì sao? Nếu truyền cái ưu trương này này, mới truyền cái ưu trương này thì truyền ưu trương là một cái chỗ huyết tương này, phải không? Và do cái dung dịch ưu trương, do đó nó kéo nước, nó kéo nước, nước ở trong tế bào đó, nội bào đó cũng giống như kéo nước ở dịch kẽ vào ở trong cái huyết tương, thì đương nhiên nó sẽ là trả lại cái tích khối lượng tuần hoàn. Nó kéo nước mà, nó kéo nước thì do đó nó làm tăng thể tích ở chỗ huyết tương là nó trả lại đó. Tuy nhiên nên nhớ rằng với cái dung dịch ưu trương này là nhớ hút lợi dụng thẩm thấu, không nó tăng áp lực thẩm thấu, nó kéo nước, kéo nước xong rồi thì sao? Thải qua đường tiểu và làm cho bệnh nhân có thể hồi phục lại cái thể tích tuần hoàn, nhưng sau đó huyết áp nó lại tụt lẹ hơn là do nó thải qua đường tiểu đó, và nó lại làm mất nước qua đường tiểu, làm cho bệnh nhân có thể hồi phục lại cái thể tích tuần hoàn, nhưng sau đó thì bệnh nhân lại bị tụt huyết áp tiếp tục. Hiểu lý do đó không các chị? Do đó thì người ta không dùng những thuốc chưa. Cho bệnh nhân nằm đầu thấp nơi yên tĩnh thoáng, nếu nặng thì cho thở oxy 5 phút, làm các xét nghiệm cơ bản cần thiết. Các xét nghiệm cơ bản cần thiết của nặng có nói với các anh chị đó, hồng cầu này, cái mắt tôi biết này, rồi làm lấy cái nội soi này, và chúng ta phân loại xuất huyết tiêu hóa mức độ nhẹ thì thành lập đường truyền dịch ha, đường truyền dịch theo dõi chẩn đoán nguyên nhân và điều trị. Mức độ trung bình thì các chị đánh giá mức độ máu ẩm ướt tính theo tạo độ cơ thể từ 70 đến 75 ml máu trên 1 kg để hồi phục lại cái tích tuần hoàn tương ứng. Để hồi phục lại cái tích tuần hoàn tương ứng. Thì các chị, cái con số này là sao nè các chị? 70 đến 75 ml máu cho 1 kg. Ví dụ làm sao biết được bệnh nhân mất máu bao nhiêu để mà hồi phục lại chứ? Sao biết được? Thì các chị ví dụ như bệnh nhân họ ói máu cho máu ở nhà có đời luôn, bác sĩ họ đâu có tiên lượng được mất bao nhiêu máu để mà trả lại cái tích tuần hoàn, thì các chị biết không, người ta sẽ căn cứ vào các cái xét nghiệm, rồi người ta sẽ căn cứ một trong những chuyện đó là người đó là căn cứ vào trọng lượng. Ví dụ như bệnh nhân trước đây cân nặng 60 kg ha, khi mà vào trong bệnh viện xuất huyết tiêu hóa cho cân nặng chỉ cỡ 57 kg chẳng hạn, trong cái giai đoạn ngắn cái trọng lượng cơ thể mất đi, thì người ta tính cái thể tích máu là 70 đến 75 ml máu cho 1 kg trọng lượng cơ thể, người ta sẽ ước lượng được cái khối lượng máu đã mất. Và để hồi phục lại thể tích tuần hoàn tương ứng, và mặt hồi phục cho đến khi nào mặt huyết áp ổn định đó, hồi sức đã nghe, hồi sức đã, sau đó chẩn đoán và xử trí nguyên nhân. Còn mức độ nặng thì sao? Trả lại thể tích khối lượng tuần hoàn tỷ lệ 1/3 máu và 2/3 dịch nặng trương, truyền đến khi nào mạch huyết áp ổn định, không còn sốc, hết dấu thiếu oxy não, cận lâm sàng thì hematocrit lớn hơn hoặc bằng 25% và hồng cầu lớn hơn hoặc bằng 2 triệu mm³. Riêng đối với bệnh nhân tim mạch lớn tuổi thì hồng cầu sẽ tăng lên 2-3. Thì cho mình hỏi các chị này, nếu mức độ nặng thì trả lại thể tích khối lượng tuần hoàn tỷ lệ 1/3 máu và 2/3 dịch nặng trương. Tại sao bệnh nhân mất 1 lít máu, tại sao không truyền hết 1 lít máu? Tại sao không truyền hết 1 lít máu? Và tại vì sao mất
thì người ta truyền khoảng 300 ml máu, 350 ml máu, rồi 2/3 giờ nắng trưa truyền khoảng 350 ml máu, 650 ml dạ dày nắng trưa. Tại sao mất ít máu xong truyền không ít máu? Các anh chị thì sao vậy? Vì máu mình không phải là chuyện đơn giản, máu mình nó phức tạp lắm. Phức tạp ở chỗ này nè, khi truyền máu người ta chỉ xét nghiệm một số, xét nghiệm viêm gan siêu vi, xét nghiệm HIV, xét nghiệm một số xét nghiệm thôi. Nhưng mà mình thì cả 1 tỷ loại bệnh người ta có xét nghiệm hết đâu, không. Do đó người ta truyền khoảng 1/3 diện tích máu đó, 2/3 truyền cái dịch đặc trưng để khôi phục lại hệ tuần hoàn, chứ không truyền chỉ 100% máu. Chuyện thứ hai đã cho mình hỏi, truyền 1/3 máu, 2/3 diện đặc trưng truyền cái bệnh nhân. Truyền dịch đặc trưng trước, đúng rồi, sao vậy? Mong muốn nó vô đây không? Không, không mong nó vô đây không? Không, mong nó
đó khi mà bệnh nhân mà được truyền NaCl với lại truyền lắc tác sinh nhớ thì hai cái này này là nó sẽ đi vô đây với lại là nó đi vô đây. Thì bây giờ nhìn này, nó đi vô đây với đi vô đây, ở đây là 15% phải không? Dịch kẽ nó chiếm 15% trọng lượng cơ thể, huyết tương nó chiếm 5%, có nghĩa là nếu huyết tương là một phần thì dịch kẽ là ba phần. Ba phần ở đây này cộng với một phần ở đây là bốn phần. Bốn phần thì khi mà mình mong muốn hồi sức nội khoa là mình mong muốn hồi phục cái chỗ này thế nè thì mới thể tích hồi phục là một bốn là như vậy, hiểu không? Rồi tại sao glucose 5% thì thể tích hồi phục nhân huyết ngoài là một phần? Thì hai thì mình cũng giải thích với cái này hơn một mười cho bác sĩ Việt Nam dễ nhớ thôi, chứ còn chính xác là 1/12 là như thế này này. Cái này là một phần ha, cái này ba phần là bốn, phải không? Tô tăng cái này là bốn phần thì các chị nên nhớ này, dịch ngoại bào là 2/3, dịch nội bào, mình xin lỗi, dịch nội bào là 2/3, dịch ngoại bào là 1/3, thì cái này là bốn phần. Cái này là bốn phần thì có phải là dịch nội bào là 8 phần không? Phải không? 8 cộng với 4 là thành 12. Thành 12. Nhưng mục đích mình hồi sức nội khoa là chỉ muốn nó vô đây thôi nè, đúng không? Và vô đây thì chỉ là 1. Do đó khi mà các anh chị truyền cho bệnh nhân glucose 5% là coi như glucose 5% nó đi toàn bộ vô đây thôi nè. Glucose 5% nó vừa đi vô dịch nội bào, glucose 5% các nha, nó vừa đi vô dịch kẽ, nó vừa đi vô huyết tương. Do đó các anh chị muốn hồi phục một phần thì các anh chị dùng glucose 5% tới 12 phần, và đó chính là lý do trong một sức khỏe qua người ta không bao giờ dùng glucose 5% nhé. Cố định đường truyền thì có thể cố định bằng cái đó thì được, nhưng mà nếu dùng glucose 5% để mà hồi sức khỏe qua không dùng, các chị cứ tưởng tượng đi, bệnh nhân mất một lít và truyền có bao nhiêu, 12 lít mà nó đi vô trong nội bào có nước thực tế bào vỡ chứ, do đó người ta không có dùng glucose 5%. Và mình có nói chuyện với anh chị, các anh chị đọc tài liệu về, đọc tài liệu cuốn người ta cứ đưa lên làm vậy. Nhưng mà bây giờ lý giải vì sao một bốn, vì sao một mười là nói với các anh chị là Việt Nam mình dễ nhớ thôi, dưới một mười cái con số chính xác phải là 1/12. Mình nói thì các anh chị đọc tài liệu bao nhiêu tài liệu để lục lại cái giải phẫu sinh lý để nói thấy con số chính xác được quy ra được vậy không? Mình mới hiểu được vậy. Các anh chị học bài dịch truyền với trong cái trình đại học, trong chương trình đại học mình có học dịch truyền không? Dịch lý có học dịch truyền không? Đó thì cái không bao nhiêu tài liệu dịch truyền đọc nhiều, đâu có tài liệu dịch truyền nào dịch lý họ nói về cặn kẽ cái nọc vô sao liên cái NaCl 0.9% với cái tác sinh nhớ là nó chỉ đi vô cái chỗ mà dịch kẽ với lại huyết tương thôi. Nhưng mà cái glucose 5% á thì nó vừa vô nội bào, nó vừa vô ngoại bào, và mục đích của mình hồi sức nội khoa là muốn nó vô cái chỗ huyết tương thôi, thấy không? Do đó các anh chị đã hiểu cái chỗ này chưa, để tích hồi một chỗ này chưa? Và xin nói luôn, xin nhắc lại, nếu mức độ 3 mất máu độ nặng á là không bao giờ mất bao nhiêu máu, truyền bao nhiêu máu, bởi vì máu là cơ thể không hề nó giảm tí nào. Người ta thường thường truyền 1/3 máu, 2/3 dịch truyền, và tùy vào cái dịch truyền dùng là dịch truyền gì để mà có tích hợp. Hiểu chỗ này chưa các anh chị? Bạn nói đi. Nước nó đi vào trong cái dịch là nội bào, nước ở glucose nó có thể vào trong tài liệu tim mạch.
quý hỏi này, glucose xâm nhập di truyền vào cơ thể có phải là glucose sắp đi ra nước các tim không? Đâu có, nó là dung dịch, nó là dung dịch. Nhưng nên nhớ rằng có bao giờ em thấy có bao giờ bác sĩ điều dưỡng hoặc truyền một lần cho bệnh nhân là sống glucose truyền luôn liên tục trong một lần một thời gian ngắn không? Thôi. Đúng, nhưng mà em nên nhớ rằng trong một khoảng thời gian đó, trong cái hồi sức thủ khoa mình cần phải có trong một thời gian ngắn để nó hồi sức lại, nó hồi phục lại cái thể chất tuần hoàn tạo thiếu hụt. Nếu khi mà em dùng glucose, nếu mà khi em dùng glucose 5% thì nó thể chất hồi phục nó chỉ được 1/12, nghĩa là nếu em dùng 12 lít thì bao nhiêu lít nó vô nội tạng? 8 lít nó vô nội tạng, 3 lít nó vô dịch kẽ, 1 lít nó mới vô huyết tương. 1 lít nó mới vô huyết tương. Vậy thì trong một cái số trường hợp, nếu bệnh nhân chỉ mất 1 lít máu thôi mà sử dụng glucose 5%, 18 lít sẽ vô nội bào, sẽ vô nội bào, nó sẽ gánh nặng cho nội bào. Em thấy có bao giờ người ta truyền ồ ạt 12 lít glucose 5% trong vòng bao nhiêu phút hoặc là trong một cái khoảng thời gian rất ngắn không? Không, do đó không bao giờ người ta dùng glucose 5% để mà hồi sức nội khoa trong trường hợp này hết á. Tại vì sao? Tại vì khả năng hồi phục cái thể tích tuần hoàn là mức rất thấp, chỉ có 1/12. Đó, hiểu chỗ này chưa? Nếu mà em truyền, ví dụ như nói chung, ví dụ như một ngày em truyền là sáng truyền chai, ngày hôm nay truyền chai glucose 5%, ngày mai truyền chai glucose 5%, cái chuyện đó, cái chuyện đó là chuyện điều trị bác sĩ trong cái chuyện bình thường không nói, mình không nói. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp mà cấp cứu đổ qua, người ta phải hồi phục thể tích tuần hoàn càng sớm càng tốt, mà truyền như vậy làm bền cơ tế bào đó. Biết được, biết được mất 5%. À, nhưng mà cái tính chất của glucose 5% là nó chai đều, nó chai đều cho cả cái lắp bác sĩ cơ với lại cái cọc insulin đó, là nó chỉ đi vô dịch kẽ với lại nó đi vô huyết tương. Còn đối với cái glucose 5% là vừa đi vô nội bào vừa đi vô ngoại bào, đó là tính chất của glucose 5%. Em hiểu không? Chứ không phải là vô cái nội bào nó đủ rồi, nó không có thiếu là nó có đi vô nội bào, không có. Khi mà các anh chị, khi mà chúng ta dùng glucose 5% thì glucose 5% nó vừa đi vô nội bào vừa đi vô ngoại bào, chứ không phải nội bào không thiếu là glucose 5% không đi vô, không có, nó vẫn đi vô các anh chị. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp hồi sức nội khoa dùng một thể tích quá lớn trong thời gian ngắn, tế bào chủ nội, em coi đi, không có một cái chỉ định nào mà người ta dùng, ví dụ như mất một lít máu người ta dùng 12 lít glucose 5% và dùng trong một thời gian ngắn, không bao giờ tế bào chủ nội đâu. Về đặc tính sinh lý của cái sinh lý tế bào trong bên cái bên đại học y dược có cuốn là sinh lý tế bào của cô phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Linh Liên Minh á, em về đọc cái đó đấy, nó sẽ nói về cái tình trạng khi mà nước nó đi vào nội bào quá thì tế bào nó sẽ như thế nào. Đó, về đọc lại phần đó đi ha. Rồi, có gì chúng ta sẽ bàn được. Em muốn gì em gặp phía sau đi, cô quý đi tiếp phần này đã, tại vì sáng nay mình phải xong luôn cái bài thuốc chữa loãng xương vì cái giáo mục bộ môn yêu cầu á, thì là tuần sau đi là giờ thì mục môn giờ thì mục luôn á. Do đó là phải ăn vô giờ cô trinh để mà thầy mục môn dạy liền á. Do đó là sáng nay mình học xong luôn cái bài là chữa loãng xương nha, hoặc là cái mục hoặc là cô trinh, còn một trong hai người. Cái này mình vừa mới nói là khả năng bồi hoàn của máu huyết tương albumin tốt hơn bởi vì nó bồi hoàn một một này. Còn natriumcarbonate, natrium sugar thì một một được một bốn, glucose 5% một 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 mười hoặc là 1/12. Cái này mình cũng nói rồi đó ha. Phải theo tỷ lệ cân đối, cân đối bồi hoàn giữa dịch và máu. Cân đối bồi hoàn giữa dịch và máu là 1/3 dịch. Xin lỗi, 1/3 máu, 2/3 dịch. Chú ý này, khi sốc xảy ra không dùng thuốc vận mạch để tăng huyết áp. Bởi vì sao? Bởi vì đây là sốc do giảm thể tích tuần hoàn, không có dùng thuốc vận mạch, không dùng adrenaline nha, không dùng noradrenaline,
Bởi vì lúc này trong cơ thể mình đã tiết adrenaline và noradrenaline tối đa, không dùng thuốc bằng bạch để tăng cân. Sốc do giảm hệ thống tuần hoàn phải trả lại hệ thống tuần hoàn đúng và đủ. Đây này, phải trả đúng và đủ nha. Ở bệnh nhân lớn tuổi, đề phòng dấu hiệu máu cơ tim và thiếu máu não sẽ nặng hơn. Và chúng ta đi tiếp nội dung tiếp theo. Điều trị giải phóng do các chế giải khác này. Đây là nguyên nhân thứ nhất phải không?